phong cảnh tại cái quỹ đất năm xưa. Đây là ban chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi, hello, chào các bạn ha. Thì chúng ta rời thị trấn Lây Cần của huyện Ngọc Hồi. Hiện tại chúng ta đang đứng trên quốc lộ 14 ha, đường mòn Hồ Chí Minh hồi xưa các bạn. Phía đường này là quốc lộ 14 chạy về trung tâm của Ngọc Hồi là khoảng gần 15 cây các bạn. Còn hướng này là quốc lộ 14 đường mòn Hồ Chí Minh chạy về thành phố Kon Tum là khoảng 50 cây nữa. Phía bên này là cái trường tiểu học Kim Đồng. Nơi đây thuộc thôn 2 xã Tân Cảnh của huyện Đắc Tô ha các bạn. Đây được coi là cái huyện thứ hai của tỉnh Kon Tum. Tỉnh Kon Tum có một thành phố, đó là thành phố Kon Tum và 9 huyện. Thì chúng ta đã tham quan khám phá thị trấn của cái huyện đầu tiên, đó là huyện Ngọc Hồi. Còn khu vực này là trực thuộc huyện Đắc Tô, xã Tân Cảnh. Rồi đối diện với trường học thì phía bên này đây là một cái sân bay gọi là sân bay Phượng Hoàng các bạn. Khi xưa đây là sân bay của quân đội Mỹ xây dựng trước năm 1972 ha. Khu vực này là khu vực căn cứ quân sự của quân Mỹ cũng như quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi đi ngang rồi mình vô quay cho các bạn coi cái sân bay này ha. Thì khi xưa trước năm 75 sân bay thì gọi là phi trường, và cái đường băng gọi là phi đạo nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ vô coi cái sân bay quân sự gọi là sân bay Phượng Hoàng, khi xưa gọi là phi trường Phượng Hoàng. Đây còn lại vết tích đó là cái đường băng xưa gọi là phi đạo đây. Đây, khung cảnh toàn bộ cái phi đạo năm xưa. Nó có tổng chiều dài 2 cây số các bạn. Bề ngang 20 mét ha. Đây cảnh mặt mặt đường của phi đạo năm xưa sau gần 50 năm hình hài vết tích lại. Đây là cũng là khu di tích lịch sử cấp quốc gia luôn nha các bạn. Chỉ còn lại là cái phi đạo thôi. Lúc trước những cái khu rừng tràm, rừng cao su này nó là nhà kho chứa nguyên liệu cũng như là vũ khí của quân đội Mỹ cũng như là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phía bên phải này là cái đồi gọi là đồi Charlie. Quân đội Mỹ xây dựng cái khu vực này để cản trở mũi tấn công của quân giải phóng từ phía Bắc đi qua cái đường mòn Hồ Chí Minh, bây giờ là đường quốc lộ 14 ha. Mình quay cho các bạn coi cái ngã ba Đông Dương rồi đó. Đó, khu vực ngã ba Đông Dương. Đó, cái phi đạo này nó nằm sát với quốc lộ 14, đây cách đó khoảng chừng 30 mét thôi các bạn. Đây, mình sẽ chạy dạo một vòng cho các bạn coi. Phía này là phía Bắc. Đó, có gì mình bay trên cao cho các bạn coi toàn bộ cái khu vực phi trường Phượng Hoàng
năm xưa là khu căn cứ quân sự của Mỹ. Sau giải phóng thì khu này được giao cho quân khu 5 của Bộ Quốc phòng quản lý các bạn. Đây làm những cái hầm hào. Làm nơi tập dượt chiến đấu của các chú bộ đội nhà ta đây. Mới làm rất là mới, 50 năm rồi. Đường phi đạo có dấu hiệu xuống cấp. Phía bên kia là những khu tập dượt để bắn đạn, bắn qua bia đạn bên này, bắn vô khu rừng cao su. Đây chạy được cây số là phải bên tay trái tiếp tục con đường rẽ vô khu vực làm những cái hầm hào. Tập dượt cho bên quân đội. Rừng tràm, rừng cao su bao la bát ngát luôn. Khu vực của xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô này năm 1972, cuộc chiến gọi là mùa hè. Đỏ lửa của quân đội Việt Nam với lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây tiếp tục có một cái đường nhánh rẽ vô nữa. Còn lại cái mỗi cái đường phi đạo này thôi. Cái phi trường này không còn gì ngoài trồng cây tràm và cây cao su hết rồi. Đó, lúc trước những cái khu vực bên trái cũng như bên phải là văn phòng cũng như là kho đạn dược, kho chứa nguyên vật liệu. Tiếp tế cho quân đội Mỹ chiến đấu tại thị trường khu vực này gọi là khu vực phía Bắc của Tây Nguyên các bạn. Đây chúng ta đi đến cuối cái phi trường Phượng Hoàng luôn rồi. Đây khung cảnh cuối cùng, những vết tích vẫn còn giữ lại. Đường băng gọi là đường phi đạo, năm xưa gọi là phi đạo, nứt nẻ hết rồi. Đây đó, hai cây bề ngang 20 mét. Rồi có gì mình bay ở trên cao cái phi trường Phượng Hoàng này cho các bạn coi ha.
Và đây các bạn, trước mặt chúng ta đây là cái khu vực gọi là di tích lịch sử cấp quốc gia chiến thắng Đắc Tô Tân Cảng, Tân Cảnh đó các bạn. Thì địa điểm này là cách chỗ sân bay Phượng Hoàng là khoảng cây rưỡi, 2 cây thôi à. Hướng quốc lộ 14, đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa nè. Hồi nãy chúng ta ghé cái sân bay đó, hướng sân bay chạy về đây khoảng chừng cây rưỡi à. Phía bên kia là khu nghĩa trang liệt sĩ ha, của huyện Đắc Tô. Đây, còn phía bên này, năm xưa cái khu này là khu chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng tại khu vực này, và khu vực này cũng là gọi là khu chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh ngày 24 tháng 4 năm 1972. Phía quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng cơ quan chỉ huy tại cái khu vực này. Đây, khung cảnh tại cái quỹ đất năm xưa, đây là ban chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có hai cái khu vực chỉ huy, đó là cái khu vực Tân Cảnh Đắc Tô, và khu vực thứ hai đó là cái trên ngọn đồi Chắc Ly ha. Đây rồi, bây giờ làm cái nhà trưng bày di tích lịch sử chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh. Khu vực này bây giờ để rất là hoang phế. Khóa cửa rồi, khóa cổng rồi. Ở trong còn một số cây cao su. Đây có tấm bảng nha các bạn. Di tích lịch sử cấp quốc gia đường Hồ Chí Minh. Đây là quốc lộ 14, là đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa. Chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh ngày 24 tháng 4 năm 1972. Từ đây cách trung tâm của huyện Đắc Tô là khoảng 4 cây nữa thôi các bạn. 4 cây là chúng ta tới trung tâm của huyện Đắc Tô. Đây, cửa khóa cổng hết rồi. Di tích lịch sử chiến thắng Đắc Tô. Tại đây, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã xây dựng tập đoàn phòng ngự Đắc Tô. Tân Cảnh có quy mô lớn ở Bắc Tây Nguyên. Bọn địch đã từng tuyên bố bao giờ nước sông Bô Cô chảy ngược thì Việt Cộng mới đánh được Đắc Tô Tân Cảnh. Các đơn vị bộ đội chủ lực cùng với quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum mở chiến dịch Xuân Hè năm 1972, mùa hè đỏ lửa đó các bạn. Với sự chi viện đắc lực của pháo binh xe tăng đúng 5 giờ 10 phút ngày 24 tháng 4 năm 1972, các chiến sĩ trung đoàn 66 tiểu đoàn đặc công 37 dũng mãnh tiến công vào căn cứ Tân Cảnh, căn cứ 42. À đúng rồi, cái căn cứ 42. Sau hơn 5 giờ chiến đấu vô cùng ác liệt, cùng đúng 11 giờ ngày 24 tháng 4 năm 1972, ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Tân Cảnh này. Lá cờ giải phóng do tỉnh ủy Kon Tum trao cho trung đoàn 66 trước khi sức quân đã tung bay trên trung tâm chỉ huy của địch. Lúc 8 giờ cùng ngày, các chiến sĩ trung đoàn 1, sư đoàn 2 phối hợp cùng xe tăng tiến công tiêu diệt địch ở căn cứ Đắc Tô 2 và sân bay Phượng Hoàng. Với chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh, ta đã đập tan tập đoàn phòng ngự của địch ở Bắc Tây Nguyên, làm thay đổi cục diện chiến trường, góp phần làm nên thắng lợi tại hội nghị Paris 27 tháng 1 năm 1973 và tạo bàn đạp cho đại thắng mùa xuân năm 1972.
lực lượng của ta trong chiến dịch giải phóng Đất Đô Tân Cảnh, Trung đoàn Bộ binh 66, 24, 28, Sư đoàn 10, 1, 141, 95, 52, 48, 64, Sư đoàn 320. Tảng đá ghi là di tích quốc gia đặc biệt, địa điểm chiến thắng Đất Đô Tân Cảnh nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi về huyện Đất Đô và đi về trung tâm của thành phố Kon Tum. Rồi có gì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.